Thưa quý vị và các bạn, nhằm kịp thời đánh thức tiềm năng của vùng đất được mệnh danh là thủ phủ của cây lác bên dòng cổ chiên, xã Đức Mỹ, huyện Càng Long đã sớm hình thành nhiều sản phẩm đặc trưng từ cây lác như nghề làm chiếu và đa dạng các sản phẩm thủ công mỹ nghệ khác. Chính sự sáng tạo và tư duy nhạy bén của những nông dân luôn tâm huyết gắn bó với cây lác quê mình đã góp phần nâng cao giá trị kinh tế và hình thành chuỗi giá trị bền vững cho ngành hàng lác ở địa phương. Nếu như tầm chục năm về trước, người ta chỉ coi cây lác như loài cỏ dại mọc khắp nơi ở các vùng đầm lầy hoang hóa, thì giờ đây cây lác đang dần khẳng định vị thế của mình, trở thành loại cây trồng chủ lực được nhiều địa phương ưu tiên phát triển mạnh. Một ngày đầu tháng 5, chúng tôi có dịp về thăm lại thủ phủ trồng lác bên dòng cổ chiên. Thời điểm này, những ruộng lác xanh ngát trải dài bạt ngàn hàng trăm hecta trên địa bàn xã Đức Mỹ cũng đang bước vào độ thu hoạch rộ. Người dân địa phương cho biết, từ lâu xã Đức Mỹ đã trở thành vùng nguyên liệu cung cấp một số lượng lác khô khá lớn cho nhiều địa phương ở khu vực miền Tây và cả đem đi xuất khẩu. Hơn hết, với mong muốn nâng cao giá trị kinh tế cho ngành hàng lác của địa phương, những năm gần đây, bà con bắt đầu cho ra đời nhiều sản phẩm từ cây lác. Mà đặc trưng nhất trên địa bàn xã Đức Mỹ hiện nay phải kể đến nghề dệt chiếu lác. Thì ở cơ sở mình thì mua nguyên liệu tại địa phương thì cái giá thành nó giảm cũng được một chiếc cũng được mấy ngàn so với mấy cái chỗ mà khác. Một năm ấy, cơ sở của mình cũng sản xuất khoảng được 7.000 lá. Rồi, cái thị trường của cơ sở mình là ở chủ yếu là ở tỉnh Trà Vinh thì nhiều, còn mấy tỉnh lân cận cũng có mà ít, như là Vĩnh Long, Bến Tre. Thì cái mặt hàng chiếu này thì thường thường thì 2 tháng 11 với 12 tháng Tết đó. Mặt hàng chiếu này thì bán chạy nhất là 2 tháng. Như mình làm quanh năm, lúc nào mình cũng làm hết, mùa nào mình cũng làm, mình dự trữ hoài vậy. Thì cơ sở mình cũng cố gắng là tạo cho cái sản phẩm nó ngày nó đẹp hơn, nó đa dạng hơn để cũng như là mình cũng phải kiếm cái đầu ra nó ngày nó cho nó nhiều hơn. Tuy không phải là một làng nghề truyền thống lâu đời, nhưng theo đánh giá của nhiều thương lái, chiếu ở đây có độ bền cao do nguyên liệu dệt chiếu là loại lát già, thu hoạch đúng độ tuổi, nên sợi lát có độ dày và bền chắc hơn. Cộng với việc chủ động được nguồn nguyên liệu lát có chất lượng tốt mà giá thành lại rẻ hơn chút đỉnh so với những nơi khác, đây cũng chính là ưu thế của chiếc lát Đức Mỹ so với các sản phẩm cùng loại trên thị trường hiện nay. Chỉ mới hình thành những năm gần đây, nhưng thương hiệu chiếu lát ở Đức Mỹ không chỉ nổi tiếng về độ bền mà còn bắt mắt với hoa văn được người dệt tỉ mỉ phối màu từng sợi lát một cách hài hòa. Mặc dù các công đoạn dệt chiếu dần được máy móc quá, không còn thủ công thô sơ như trước kia, nhưng để làm ra một chiếc chiếu thành phẩm, người thợ phải bỏ ra không ít mồ hôi và công sức. Trải qua các khâu chọn lựa lát, nhuộm màu, đặc biệt cần phải có sự khéo léo phân định màu sắc lát khi cho vào khung dệt, và khâu cuối cùng là mai viền xung quanh để đảm bảo độ bền cho từng tấm chiếu. Nghề dệt chiếu ở xã Đức Mỹ hiện nay chủ yếu tập trung nhiều ở các ấp Đức Mỹ A, Đức Hiệp và Long Sơn. Đây cũng là những vùng trồng lát nguyên liệu với quy mô lớn trên địa bàn xã. Cùng với đó, lợi thế của địa phương là nguồn lao động dồi dào, lành nghề, có khả năng đáp ứng được các đơn đặt hàng có số lượng lớn và kỹ thuật cao. Ước tính hàng năm, các cơ sở sản xuất chiếu trên địa bàn cung cấp ra thị trường trên 72.000 chiếc chiếu, đem lại doanh thu đạt trên 24 tỷ 500 triệu đồng. Sự ra đời của nghề chiếu ở Đức Mỹ đã góp phần giúp địa phương giải quyết và tạo thêm nhiều việc làm mới cho người lao động có được nguồn thu nhập ổn định quanh năm. Dệt chiếu thì cũng đỡ, dệt đỡ vậy đó. Người mà người ta nghèo không có công chuyện làm á, dệt cái này cũng đỡ. Nếu mà dệt giỏi, mấy người dệt giỏi anh thấy ngày cũng mười mấy lá cũng được trăm mấy hay trả lợi. Không dừng lại ở mỗi sản phẩm là chiếu lát, nắm bắt thị yếu thị trường, với sự lên ngôi của các sản phẩm thủ công mỹ nghệ làm từ các vật liệu tự nhiên như lục bình lát. Những sợi lát thô sơ tưởng chừng bỏ đi và không có chút giá trị gì, nhưng người dân đã khéo léo tận dụng chúng để xe lõi lát. Sản phẩm từ lõi lát thành phẩm như thế này có giá trị cao gần gấp đôi so với lát thô nguyên liệu. Đối với người dân nơi đây, từ loài cây hoang dại nhưng chỉ cần thay đổi, biết tư duy sản xuất, thì cây lát sẽ được nâng tầm giá trị và đem lại hiệu quả kinh tế vượt trội cho nhiều hộ gia đình.
Mình xe thì nó sẽ nâng cái giá trị cái mức tiền nó sẽ cao hơn, cũng như thí dụ như mình làm cái lát ngoài ruộng rồi mình đem vô mình bán á, thì cái giá nó thí dụ như giờ cái giá thị trường nó giờ chỉ có 10.000 thôi, còn nếu mình xe thêm như vậy nữa thì mình té ra thêm cái tiền nó sẽ được 16.000 17.000 nữa. Ở đây thì em bán xe nó lại tới đây nó lấy cũng nhiều xe lắm, thí dụ như xe ở Vũng Liêm hoặc là xe Vũng Vĩnh Long rồi nó xuống đây nó lấy, nói chung khoảng chắc cũng được 40-50 triệu gì đó. Nói chung là cái tiền lời không á. Mỗi nhà thì có cái đều có công ăn việc làm từ cái lát, rồi diện tích lát của xã hiện nay thì tương đối lớn, từ trên 600 hecta. Thì sản lượng thì bán ra thì các cái doanh nghiệp công ty á, trên địa bàn thì thu hoạch á, thì tiêu thụ không có hết, mình phải làm thêm cái những cái hàng thủ công như chiếu lát, rồi xe lõi lát. Rồi giải quyết việc làm tại địa phương. Hiện nay thì tên xã thì có 3 cái mặt hàng chính. Một là chiếu màu, rồi hai là chiếu trắng, rồi lõi. Lõi thì nó sẽ bà con tận dụng để làm vỏ bè, rồi thảm, rồi vân vân. Một số mặt hàng khác theo yêu cầu của cái đối tác để chúng ta làm cái hợp đồng để mà xuất bán. Thì hiện nay thì cây lát thì là cây chủ lực của xã. Thì cái thu nhập bình quân của xã là cây lát thì nói chung hàng năm thì nó trên dưới là 60-70 tỷ đồng, nó cũng góp phần tăng cái thu nhập bình quân đầu người của xã. Rồi xã cũng quan tâm, thứ nhất là chuyển giao phơi thực cho bà con, rồi thành lập thêm hợp tác xã, rồi quan tâm cái về cái chuyển đổi, thứ nhất là những cái vườn cây kém hiệu quả mình sẽ chuyển qua là sản xuất trồng lát, đặc biệt chỗ ấp Thịnh Hiệp hiện nay thì cây lúa đó là nước mặn thường xuyên thì xâm nhập, do đó mình cũng phải chuyển qua cây lát để cho ổn định cho bà con. Thì kế hoạch sắp tới của đảng ủy ủy ban thì sẽ làm cái trước mắt là thương hiệu chỗ cơ sở sản xuất Trang Sĩ để xây dựng thành cái thương hiệu để quảng bá trong nước và cũng như ngoài nước. Cho cái mặt hàng ổn định lâu dài. Trong quyết tâm thương mại hóa để nâng cao giá trị sản phẩm từ cây lát, người dân địa phương rất cần ngành chức năng tiếp tục đồng hành và hỗ trợ về mặt khoa học kỹ thuật, cơ giới hóa từng bước các công đoạn sản xuất, cũng như đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu nhằm hình thành chuỗi giá trị liên kết bền vững cho ngành hàng cây lát. Những người nông dân tâm huyết gắn bó với cây lát quê hương vẫn đang nỗ lực xây dựng thương hiệu, cũng như đưa các sản phẩm làm từ nguyên liệu lát nước Mỹ sớm đến với các thị trường lớn, nhằm đánh thức tiềm năng của vùng đất phèn mặn ở nước Mỹ, nơi được mệnh danh là thủ phủ của cây lát bên dòng cổ chiên. Đến đây chúng tôi xin được khép lại chuyên đề nông thôn mới của Đài Truyền hình Trà Vinh ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân mến chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại ở chuyên đề kỳ sau.